Xin chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server Trung Quốc. Và cái trận tâm ma này được thực hiện bởi anh em đó là Lê Phúc. Anh em Lê Phúc thì chơi ở bên server S233. Và chung team với chúng ta sẽ có một anh em cũng khá là quen thuộc, đó là anh em Hiền Hồ. Anh em Hiền Hồ hiện tại đang chơi môn phái võ đan nha anh em ơi. Và đây là môn phái võ đan tài ngắn, khá là mạnh trong tâm ma với khả năng khống chế, hút máu và dồn sát thương rất đau anh em ạ. Và nghe đồn trong team chúng ta có một bạn nữ, đó là bạn đang chơi môn phái trường ca. Đặc biệt bạn nữ này là nóc nhà của anh em Hiền Hồ anh em ơi. Trời, quýnh tâm ma chung với nóc nhà là phải cẩn thận nha anh em. Lạng quạng là ăn chuỗi sắp mặt luôn đó. Bây giờ chúng ta đã farm hồi máu xong và up sang khu vực số 5. Bên này chúng ta có cái bang, có thần cơ và có cả một dương môn nữa. Một phát dầm dương môn lên quần thể kim cang. Dương môn dính dòng của trường ca rồi. Dương môn có lẽ lên bài điểm số tiếp tục, đó là thần cơ anh em ạ. Như vậy chúng ta đã kết thúc được hai thành viên của team đại bạn. Rồi bây giờ thì các thành viên của mình trang bị những quyển bí kíp còn thiếu và quay trở lại khu vực số 15 để hồi máu. Hiện tại số đội vẫn còn 24 team, một số lượng đội vẫn khá nhiều cho một trận tâm ma. 23 team anh em ơi, như vậy là hầu như ô nào cũng chắc chắn sẽ có người đây. Cái bàn đã di chuyển về khu vực số 15, một phát phần sơn phệ xuyên nữa và cái bàn lên bảng điểm số. Người kết thúc cái bàn đó chính là Minh Giáo. Bây giờ chúng ta cố gắng có thuẫn trường ca thì nẹp tranh thủ hồi máu đi anh em ơi. Mình sắp có ảo tượng tới nơi rồi. Rồi, Minh Giáo thì chắc mình cũng không có giới thiệu nhiều với môn phái bá đạo đâu anh em. Minh Giáo là môn phái chúng ta solo rất mạnh và đi tổ đội cũng rất mạnh nha. Một môn phái khá hot trong tầm ma. Bây giờ thì ảo tượng chuẩn bị xuất hiện và chúng ta chuẩn bị súng đạn đầy đủ anh em ơi. Di chuyển về ảo tượng nha. Rồi, ảo tượng ở khu vực nào và có lẽ là chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 14, bật búp lên, lướt vào chiêu 1, đó, dậm quỷ thiên, rồi, bùm một phát, rồi thiên vương nó xoay kìa, bả đào bị khống chế, không chạy được. Bây giờ thiên vương làm gì đây? Thiên vương vẫn quyết tâm rượt, và như vậy là thiên vương đã lên bảng điểm số. Chúng ta bây giờ cần phải chờ hồi các kỹ năng, cho các thành viên của mình hồi hết kỹ năng rồi mình tiếp tục di chuyển nào anh em. Vẫn còn 20 team và chúng ta đã hồi kỹ năng, bật búp lên và chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 4. Đây là một khu thường nhân, tiếp tục một phát dầm như vậy tàn kiếm mất 7x thiên vương. Thiên vương làm gì? Thiên vương đang bị khiêu khích và thiên vương lên quần thể kim cang. Thiên vương đã xoay chùy anh em ơi và thiên vương đã thoát thân. Có nhiều anh em chưa biết, hiện tại cái con võ đan kiếm này, võ đan mà tay ngắn thì cái thuẫn có khả năng khiêu khích nha anh em ơi. Khiêu khích giống như là con thiếu lâm, nó buộc đối thủ phải đánh vào người của mình. Nhưng mà trong cái trạng thái thuẫn đó thì anh em lại cực kỳ trâu, một phát lướt nữa và như vậy là thiên vương bị kết thúc. Chúng ta còn 17 đội trong bản đồ tâm ma. Như vậy là team của mình trong cái lượt ảo tượng đầu tiên này thì anh em không có tham gia vào tranh và chúng ta di chuyển giữa các thương nhân để dành các nguồn tài nguyên anh em ạ. Bây giờ tiếp tục di chuyển một cái quần thể kim cang rồi. Bây giờ ai sẽ là người mặc quần đây? Mình nghĩ Minh Giáo mặc sẽ hợp lý nha. Bởi vì thuẫn của võ đan rất trâu rồi, võ đan đã mặc quần và chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 17. Bên này có cung lôn, một tàn kiếm nữa, tàn kiếm đang lãng ra bên ngoài rồi, có cả tiêu dao nữa mà, tiêu dao có bạo kích. Mình dạo rất hộ bảo rượt theo tiêu dao. Wow, tiêu dao chạy ngược trở lại và chúng ta có một phát lướt, như vậy là tiêu dao đã bị kết thúc. Cung lôn vẫn còn một vệt máu anh em ơi và cung lôn có chạy được hay không? Như vậy là cung lôn không thoát thân thành công. Và chúng ta đã kết thúc được 3 thành viên tại khu vực số 17. Mình cũng đang trông chờ cái phiên bản cập nhật để ra mắt môn phái võ đan thức tỉnh. Thật sự con võ đan này khá là bá với cái thuẫn búp giáp lên rất nhiều anh em ạ. Tăng lên tới mấy trăm lần giáp.
rất là ghê. Và gần như là khi võ đan búp giáp lên thì chắc là không có một phái nào có khả năng trong một chiêu hai chiêu có khả năng làm bể cái giáp của võ đan đâu anh em. À, cái giáp này vừa có khiêu khích, do đó phải trâu để anh em có thể khiêu khích được người ta nha. Bây giờ chúng ta có lẽ đã kết thúc vòng số 1 tại đây. Và đặc biệt là khi võ đan búp cái giáp lên, vừa khiêu khích vừa tạo sát thương nhưng lại không thể nào sử dụng được những kỹ năng khác nha anh em. Như vậy cái giáp này chỉ có tác dụng đó là anh em khiêu khích và tạo sát thương, một cái lượng sát thương nho nhỏ thôi anh em ạ. Kiểu giống như là một tăng cơ đó anh em ơi, chứ không phải là một chiêu để gây đam chính cho võ đan. Võ đan sẽ có những cái chiêu gây đam khác, đó chính là cả chiêu vô ngã vô kiếm và tọa vọng vô ngã. Ngoài ra cái chiêu dân kiếm hợp nhất cũng có lượng sát thương rất cao của môn phái này. Ủa mà nãy giờ nhân vật chính mình chơi Minh Giáo mà sao mình giới thiệu võ đan nhiều vậy ta? Kệ, lâu lâu có clip võ đan thì giới thiệu võ đan nha anh em. Tại vì môn phái này có nhiều anh em Việt Nam chúng ta chưa biết về cái sự bá đạo của nó. Rồi bây giờ vòng số 2 đã xuất hiện được gần 1 phút rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển về khu vực số 5 và có một cung lôn đang mở rương bên này và chúng ta đã kết thúc luôn cung lôn. Hiện tại thì chúng ta vẫn còn 10 đội trong bản đồ tâm ma. Rồi team mình bây giờ về thương nhân lấy một quyển tăng cấp bí kíp phần sơn phệ xuyên, đó là bá đạo cực kỳ anh em ơi. Cả ba môn phái chúng ta đều có những kỹ năng hồi máu rất tốt nha. Quả đan thì có khả năng hút sinh lực rất cao rồi. Tiếp tục bật búp di chuyển về khu vực số 4, có một môn phái nào đó, đó là Trường Ca. Một phát dậm nữa, Trường Ca vẫn chưa chết. Như vậy tiếp tục những đội thường tiếp theo. Đó, thế là Trường Ca lên bảng điểm số. Rồi bây giờ anh em làm gì tiếp theo đây? Đó là chúng ta di chuyển trở lại khu vực số 5 để check các nguồn tài nguyên. Quay lại con võ đan một xíu anh em ạ, mình cảm thấy nó hơi vô lý một chút ha. Võ đan tay ngắn búp thuận lên giống như anh em tăng cái lượng nộ khí xung quanh người của mình vậy đó anh em ạ. Nhưng nó được gọi là võ đan tay ngắn, hay còn gọi là võ đan kiếm. Còn cái con võ đan tay dài thì nó gọi là võ đan khí anh em ạ. Đó là theo mình định nghĩa thôi, cũng không biết như thế nào. Mình nghĩ là võ đan tay ngắn là võ đan khí nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà tay ngắn thì chắc chắn là kiếm rồi anh em. Nó chỉ hơi vô lý ở cái thuận một chút xíu. Thuận của võ đan kiếm rất trâu. Tiếp tục bây giờ lại quét map rồi. Bên này có Minh Giáo, Dương Môn và có cả Thiền Vương. Rồi như vậy một phát dậm Minh Giáo lên bảng điểm số. Dương Môn một vệt máu. Không phải Thiên Vương mà là Ngũ Độc. Như vậy võ đan đã kết thúc Ngũ Độc. Dương Môn thoát về khu vực số 15. À không, số 5 anh em à. Bây giờ Dương Môn chạy đi đâu? Có lẽ là xuống khu vực số 17 chăng? Không có thì chúng ta vào khu 16 luôn. Đúng rồi bà con ơi. Như vậy không có rồi anh em ơi. Có lẽ là Dương Môn đã thoát lên khu vực số 4. Team này quá bá, team này mà anh em trong combat mà nhảy vào lính đánh thì chắc chắn là bất tử nha anh em. Dùng từ bất tử đó anh em ạ. Ảo tượng đã xuất hiện và chúng ta vẫn còn 9 team. Bây giờ mọi người đang cố gắng mở ảo tượng. Và đang anh em phải chuẩn bị với cái chiêu búp 3 lên. Nếu có đối thủ di chuyển sang anh em búp 3 lên một cái là chắc chắn mình khống chế được hết nha anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta làm điều gì tiếp theo? Di chuyển về boss hay là sang cái ảo tượng kế tiếp anh em ơi? Bật cái búp lên nào. Ủi bên 6 có ảo tượng và không có team nào mở. Và chúng ta tiếp tục chiếm cái ảo tượng khu vực số 6, trong khi bản đồ này vẫn còn 9 đội. Đây, có một team đang ăn boss anh em ơi, thần cơ thiếu lâm và cái bang. Như vậy chúng ta có một phát dậm bị lắc dậm rồi. Và thần cơ không biết là môn phái nào đã bị kết thúc, không biết là thần cơ hay là cái bang. Wow, đội bạn định xơi con boss để kiếm đá hồi sinh. Nhưng mà đã bị chúng ta phát hiện rồi anh em ạ. Đây đây, nó chạy về khu vực số 7. Rồi. Ai đây?
một con cái bang có quần thể kim cang, một con thiếu lâm. Như vậy là tình huống lúc nãy thì thần cơ đã bị kết thúc rồi, thiếu lâm đang bị bắt lại và thiếu lâm hết chạy. Quả đen cho team đại bạn. Ở bên server Trung Quốc này anh em mình thấy là các team Netama rất thích ăn tinh anh nha. Rất là ít hạn chế về ảo tượng và farm tinh anh rất nhiệt tình luôn. Đội hình chúng ta đang làm chủ trận tâm ba và tiếp tục đi quét map. Rồi, team mình mạnh mà anh em ơi, không cần boss đâu. Team mình không có những môn phái máu quá giấy. Đây, Dương Môn lúc nãy tại khu vực số 6 đang hồi máu tại khu 4. À, chắc ít hôm mình sẽ ra một cái video nói về môn phái Dương Môn và chỉ cho anh em cái cách để chúng ta hồi máu nhanh trong tâm ma nha. Ở Dương Môn mình tìm ra được một cái cách hồi máu cực kỳ lẹ anh em ơi. Cái này thì cũng được những anh em khác chia sẻ lại và mình đã test rồi. Và mình có thực hiện thử một cái trận tâm ma. Chắc là hẹn em một vài hôm nữa. Wow, một phát giảm trong này có đồng thị, cẩn thận bà con ơi. Trời, nó lên ngựa kìa. Bị vỏ đen khiêu khích một cái xuống ngựa luôn anh em. Quả đen. Hồi tính ra Minh Giáo lúc nãy di chuyển về khu vực số 13, không bị đoàn thị bắn lục mạch. Rất may nha. Tính ra là trong tuần vừa rồi mình chơi Minh Giáo cũng khoảng 2-3 trận. Và trong đó cứ gặp đoàn thị là bị ăn lục mạch và chúng ta có một team 3 ở đây. Như vậy là vòng số 2 đã kết thúc anh em ạ. À, một cuộc giao tranh với một team 3. Đã căng. Vòng số 3 chuẩn bị bắt đầu, bây giờ chúng ta còn 4 đội trong bản đồ tâm ma. Trong đó mình thấy có một team 3 rồi, có lẽ chúng ta sẽ up về bên đây. Khu 9 hay là khu 2 đây? Một cái quần thể kim cang và chúng ta nhặt vào, tiếp tục di chuyển. Team 3 đang ở đây em ơi. Vạn hoa, vỏ đen và tàn kiếm chắc chắn lên bảng điểm số. Tiếp tục là vạn hoa hay gì? Vạn hoa không còn lính, vạn hoa không lên ngựa kịp và vạn hoa có thoát được hay không? Tiếp tục nhảy, chúng ta chuẩn bị hồi chiêu lướt. Một phát lướt, vạn hoa bị khống chế và thế là vạn hoa lên bảng điểm số. Vỏ đen hết chạy luôn anh em à. Trời ơi, vỏ đen ơi, sao chạy gần thế bạn ơi. Một team 3 bị quýnh cho tan rã. Team đó anh em thấy một cái sai lầm. Đó là đội hình của chúng ta có khả năng hồi máu rất tốt, nhưng mà anh em lại farm sạch sẽ lính tại khu vực số 2, dẫn đến vạn hoa không hồi máu được và cả tàn kiếm. Bên này chúng ta có tàn kiếm và trường ca. Trường ca bị dậm nhưng mà cái dậm nó bị lắc anh em ạ. Không kết thúc được trường ca. Nhưng mà chúng ta với những trận đánh tiếp theo đã kết thúc cả trường ca và tàn kiếm. Như vậy bản đồ này chỉ còn một team. Và theo quan sát lúc nãy của mình, chúng ta sẽ còn một thiên vương. Đúng không nào? Đúng rồi anh em ơi. Và có lẽ là trận tâm ma sẽ kết thúc tại đây. Thiên vương đã lên quần thể kim cang, tiếp tục xoay chi. Có chạy được hay không? Các thành viên chúng ta đã đuổi theo. Và như vậy là Thiên Vương đã lên bảng điểm số, Minh Giáo 15 điểm hạ gục, quá kinh khủng anh em ơi. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.